1 dê 1 là 2, 2 thêm 2 19. Ủa, khoan, hình như có gì đó sai sai phải không ta? Thôi kệ đi. 9 dê 1 15, 15 dê 15 bằng 100. La 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 la. À khoan, hình như từ nãy giờ mình quên gì phải không ta? À đúng rồi, mình quên mất mình chưa chào mấy bạn. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World để bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại Mini World để quay cho anh em xem đây, các bạn biết tại sao không? Là dạo gần đây không hiểu sao mà cái máy tính của mình đó bạn, nó bị lỗi game cho nên là mình không vào Mini World quay Mini World cho anh em xem được, cho nên là mấy bạn thông cảm cho Phong nha. Đó, hôm nay thì Phong đã sửa được xong máy tính rồi, cho nên Phong quyết định quay lại để quay tiếp tục Mini World cho anh em xem đây. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của Phong. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng gọi là về nhà thôi bạn ơi. La 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 la. Ê trời trời. Ủa khoan, hình như cái chỗ này nhìn nó hơi lạ lạ bạn ơi. Ủa khoan, có khi nào mình đi nhầm làng không ta? Mình nhớ hình như là mình đang về làng Hero Team mà tại sao mình lại qua bên làng của gọi là làng chuối vậy trời? Sao mình thấy cây chuối nhiều quá vậy? Hả? À, cái gì vậy? Trời 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 trời. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm qua mình mới nghe nói là game mới cập nhật một cái cây chuối ở trong game Mini World, mà sao hôm nay tự nhiên xuất hiện nhiều chuối quá vậy? Có Sammy bên kia kìa, để mình qua mình hỏi Sam coi. Ê Sam ơi. Sam. Ủa? Thấy không? Ủa đi đâu sáng giờ vậy? Hello, cái gì mà hello? Tôi hỏi bà nè, sao tự nhiên trong làng mình bây giờ quá trời chuối vậy? Trời đất ơi, không biết hả, hôm qua kìa dịch vừa thông báo xong Mini World rồi là cập nhật cây chuối nên bây giờ ông dịch bảo là bây giờ thay tất cả mọi cây bây giờ thành cây chuối hết. Hả? Trời, trời ơi là trời, cái ngôi làng mình đang đẹp, đang trồng hoa đồ cái kiểu đẹp ơi là đẹp luôn, tự nhiên không chịu tự nhiên đi trồng chuối làm gì mà nhìn nó ngon quá. Thôi kệ đi, nhưng mà tôi thấy nó kỳ quá, trồng nhiều quá nhìn thấy nó kỳ quá. Trời ơi kỳ đâu mà kỳ, thế đẹp mà ta nè, vừa có cây nè, vừa có cây mà vừa có đồ ăn ấy, không thấy không, vừa đói cái lấy cái lấy quả chuối xuống ăn nè giúp tôi nè. Đó trời ơi là trời. Ơi tôi á, ừ cũng đúng ha, tính ra là dạo gần đây các bạn biết không, là Phong đang tập giảm cân mấy bạn ơi, mà giảm cân á là phải ăn thật là nhiều chuối vào, bởi vì chuối rất là bổ dưỡng và rất là ít calo luôn, ăn chuối có thể giúp giảm cân được nha các bạn nha. Ơi nhưng mà khoan, nhưng mà cái này là trồng hơi nhiều rồi đó. Thôi tôi nhìn cái đống chuối này mà tôi nhức đầu quá mấy bạn ơi. Thôi tôi mệt quá, giờ mọi người muốn làm gì làm, tôi nhức đầu quá, thôi tôi lên phòng tôi ngủ đây. Trời đất ơi, bây giờ ông đi hái chuối tôi ăn không? Cho vui, đi, chuối nè. Thôi khỏi đi, tôi nói thiệt với bà không nha. Bây giờ tôi nhìn cái đống này thôi, tôi thấy ngán luôn rồi. Tôi không thèm ăn đâu. Thôi bây giờ nè, bây giờ tôi riết rồi, tôi không biết gọi là làng của mình là làng Hero Team hay là làng của khỉ đột nữa, làng của Tinh Tinh nữa. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, con người chứ phải Tinh Tinh đâu mà gọi là trồng chuối quá trời trong làng để ăn vậy. Trời ơi trời. Thôi tôi mệt quá, tôi lên phòng tôi ngủ đây. Nhức đầu quá. The next day. Trời ơi mấy bạn ơi, đã mấy ngày trôi qua rồi, ngôi làng của mình bây giờ đã trở thành một ngôi làng của Tinh Tinh khỉ đột mọi người ạ. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà trong ngôi làng toàn là chuối không anh em ơi. Mình nhìn cái đống chuối này mà mình nhức đầu luôn á anh em. Không biết là ông dịch ông nghĩ cái gì mà ông lại trồng quá trời chuối trong làng vậy ta. Đúng rồi ha, mấy ngày nay có rất là nhiều bạn bình luận cho mình bảo rằng là anh Phong ơi, do anh dịch màu vàng mà quả chuối cũng màu vàng cho nên anh dịch quyết định trồng thật là nhiều cây chuối ở trong làng anh. Ừ mình nghe cũng có lý. Trời ơi anh dịch này kỳ ghê luôn á. Nhưng mà thôi, tôi nhìn cái đống chuối thì tôi nhức đầu quá. Thôi bây giờ mình xuống dưới mình hỏi Sam coi có gì ăn không ta, để mình xuống mình ăn coi. Bà đang làm la 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 la. Ê Sam ơi. Ủa hello. Ủa Sam ơi, bà đang làm gì vậy? Ông không thấy hả? Tôi đang dọn dẹp nhà này, nhà như cái bà rác này, ông thấy hả? Trời ơi trời. Thôi bây giờ bà từ từ đi, một tí tôi dọn dẹp phụ cho. Bây giờ tôi đói bụng quá, bà có gì tôi ăn không? Tôi đói bụng quá. Trời đất ơi, đói bụng cái gì? Trời ơi nhà này không thiếu đồ ăn nhá. Ok, muốn ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi đây hai cái đứa này, vào tìm thấy gì ăn thì ăn nha. Rồi tôi đi dọn dẹp tiếp á. Ok ok. Trời đói quá, không biết rằng là hôm nay Sam nấu món gì cho mình ăn ta. Trời, mấy bạn đón thử coi là món gì nha. Để xem coi. Cái gì mà chuối không vậy? Chuối ám ảnh quá bạn ơi, ám ảnh quá, vừa mở cái rương thấy quá trời chuối ám ảnh quá trời trời. Ê Sam ơi, Sam hả? Không có gì mà khoan, tính ra chỉ có mỗi cái rương bên đây là chuối thôi à, vậy chắc là cái rương bên đây là đồ ăn nè, chắc chắn là có đồ ăn luôn, không sao hết. Thì ok coi lại coi. Cái gì vậy, tại sao chuối hoài vậy trời? Đập ra coi. Trời ơi, một nùi chuối luôn. Cái gì vậy? Ê Sam. Ba ba
bà nghĩ sao vậy trời? Tôi đâu phải là khỉ đột đâu mà bà nấu đồ ăn, bà không nấu, bà mua chuối về tôi ăn quá trời chuối vậy hả? Trời đất, ông nghĩ là gì chuối mà tôi mua tôi hái ngoài ăn phải không? Quá trời chuối nè, tôi là hái mà tôi không ăn chứ sao vậy? Trời ơi trời, sao bà không nấu đồ ăn cho tôi ăn? Tôi thèm KFC nè, thèm cơm sườn tắm, bì chả, hai chân. Tôi nói ông nè, bây giờ chuối có sẵn thì mình cứ ăn thôi đúng không? Trời đất ơi, phí bây giờ vứt đồ ăn là phí phạm phải không? Người ta bảo không được phí phạm đồ ăn phải không? Phí phạm đồ ăn là bị trời phạt đó, hiểu nghe chưa? Trời ơi là trời, bà nói gì kỳ vậy? Vậy chẳng lẽ gọi là cái vườn chuối này mà nó mọc chuối lên là ngày nào bà cũng bắt tôi ăn chuối luôn hả? Ủa tôi ăn được sao không ăn được này, tôi ăn này á, có bị gì đâu. Đó, mình sống qua ngày mà. Thôi tôi không ăn chuối đâu, trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, cái làng Hello Team này nó biến thành cái làng gì luôn rồi. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà mọi người ăn chuối thay cơm luôn vậy. Tôi mệt quá thôi. Bây giờ bà không nấu ăn thì thôi, tôi không thèm nữa. Tôi ra ngoài tiệm KFC tôi ăn. Ai thèm, trời ơi. Làm như mình không có ai nấu ăn cho vậy á, mình cũng có tiền mà đúng không mấy bạn? Mấy bạn ủng hộ cho mình rất là nhiều luôn, mấy bạn xem video mình nhiều cho mình cũng kiếm được tiền nè. Bây giờ ra tiệm KFC ăn, gì đâu phải sợ, trời ơi. Thôi ra KFC ăn, không thèm ăn chuối đâu. Yeah, đến tiệm KFC rồi bạn ơi. Hey, vô ăn KFC, hồi đói bụng quá, sáng giờ chưa có gì ăn hết trơn á. Xin chào quý khách đến với tiệm KFC số 1 thì không có số 2 của chúng tôi. Yeah, chào anh Mr. Gà nha. Trời ơi, hôm nay em đến quán của anh để ăn KFC nè anh. À, hôm nay quán mình có KFC không? Cho em hai cái đùi KFC. Trời ơi, hôm nay có đồ mới nè. Không những có KFC mà còn có đồ mới nè. Muốn nghe thực đơn mới không? Trời ơi, có đồ ăn mới luôn hả? Trời ơi, nghe hấp dẫn quá vậy. Đâu, cho em biết coi có món gì mới vậy. Hôm nay thực đơn mới đó chính là KFC cùng với chuối. Xây chuối hả? Ừ, có nghĩa là thịt gà mix với chuối. Đó, trời ăn siêu ngon, khổng lồ luôn. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, từ trước giờ mình mới nghe nói là gọi là KFC thịt gà trộn chung với chuối á bạn. Ăn vô có đau bụng không ta? Trời, anh ơi, ăn có đau bụng không vậy? Ai mà biết được. Trời đất ơi, đảm bảo không đau bụng, tôi ăn rồi nè. Trời đất ơi, không sao. Thôi, tôi không ăn đâu. Anh có KFC thường không? Bình thường á, KFC bình thường á, có không? Hôm nay không có KFC bình thường, hôm nay chỉ có KFC mix với chuối thôi. Rồi KFC chuối hả? Ôi, tôi không ăn KFC chuối đâu. Vậy thôi bây giờ để coi. Hôm nay có hamburger không? Rồi đó, hôm nay có hamburger. Đó. Trời ơi, vậy cho tôi một phần hamburger thịt bò nha. Ôi mà từ khoan, tôi chưa nói xong, hamburger hôm nay cũng có thực đơn mới luôn. Trời, hamburger gì nữa? Hôm nay có hamburger mix với chuối, hamburger chuối. Trời ơi, cái gì vậy? Mấy bạn ơi, hôm nay mình bị ám ảnh với quả chuối rồi hay sao á? Trời, từ lúc mà Mini World nó cập nhật cái game, nó cập nhật thêm cái quả chuối á các bạn. Cái bây giờ tự nhiên đi đâu cũng gặp chuối hết, cái gì vậy trời? Tôi không ăn đâu, tôi không ăn hamburger chuối đâu. Bây giờ KFC cũng có KFC chuối mà hamburger cũng có hamburger chuối luôn, nhức đầu quá. Thôi bây giờ có nước gì không? Có nước gì uống không? Trời đất ơi, nước thì quá trời nước, đừng có lo, còn nước mà. Ok, vậy cho tôi một phần gọi là sinh tố dâu hay là sinh tố bơ gì đi, tôi thèm nó quá. Mà sinh tố dâu và sinh tố bơ hình như là hết rồi, chỉ còn một loại sinh tố duy nhất thôi. Ở đây mà đang siêu off luôn. Sinh tố gì? Sinh tố chuối. Thôi dẹp luôn đi. Trời ơi. Thôi, từ nay tôi không bao giờ tôi quay lại cái quán này nữa đâu. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà nó chuyển qua gì KFC chuối rồi hamburger chuối. Rồi giờ còn có cái sinh tố chuối nữa. Trời. Tôi nhức đầu quá. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi. Trời lại gặp chuối nữa. Thôi tôi đi đường khác, đi chỗ khác luôn. Trời ơi trời. Hay. Bây giờ gọi là KFC nó cũng gọi là chuyển qua nó bán chuối luôn rồi bạn ơi. Chắc bây giờ mình đi kiếm đồ ăn chỗ khác thôi chứ giờ biết sao. Ôi, giờ còn chỗ nào có đồ ăn không ta? Có cái xe của anh Dịch kìa. Chắc là cái xe này có đồ ăn nè, chắc chắn luôn nha. Để lên coi có đồ gì ăn không. Hôm nay anh Dịch đi đâu mất tiêu rồi. Để vô coi có gì ăn không nha. Trời ơi, lại ăn chuối nữa hả? Chạy. Ôi trời ơi bạn ơi, lại là chuối. Trời ơi là trời. Không được. Không thể nào chấp nhận như vậy được. Trời ơi là trời. Chẳng lẽ gọi là hòa bình thế giới đã bị quả chuối xâm nhập rồi sao? Quả chuối đã xâm chiếm thế giới. Thôi không được. Bây giờ sao đây ta? Đói bụng quá. Ê, ủa, có siêu thị nè. Ừ ha. Tại sao mình quên mất ở gần nhà mình có siêu thị mà ta? Tại sao mình không ra ngoài siêu thị để mua gọi là đồ ăn về ăn đúng không? Trời ơi trời. Ở ngoài siêu thị thì tất nhiên người ta sẽ bán rất là nhiều loại đồ ăn luôn, chứ không có riêng gì quả chuối đâu, cho nên là sẽ không lo. Ok. Hay, thôi mặc kệ đi. Tôi vô đây tôi mua đồ ăn mấy bạn ơi, tôi không sợ nữa. Tôi không thèm
gọi là mua đồ ăn ở KFC nữa. Ok, để coi coi. À, hôm nay chỗ này nó đổi ra để đựng đồ ăn trong rương thôi ta. Để coi có gì ăn không nha. Hình như mình mới bị hoa mắt đúng không các bạn? Để xem lại coi. Trời ơi, lại là chuối nữa hả trời. Khoan từ, chắc là chỉ có mỗi một cái rương này là chuối thôi, không sao đâu. Đập lực mày hả mày. Tao không bao giờ thèm ăn mày đâu. Ok, vậy còn cái rương này chắc chắn là đồ ăn nè, để xem luôn coi. Đập mày luôn nè. Tức quá mà, mấy cái quả chuối này, mày tránh xa tao ra nha, mày đừng ở gần tao nha. Ok, để coi cái rương này sao. Lại là chuối, trời ơi trời. Dẹp hết đi. Ok, vậy còn cái rương bên đây. À, rương bên đây chắc chắn là đồ ăn đúng không? Chuối nữa, trời ơi là trời. Tại sao toàn là chuối không vậy? Mọi người ơi, cứu mình với. Làng Hello Team bây giờ biến thành làng chuối luôn rồi, trời ơi. Thôi, mình nghĩ rằng là mình nên kết thúc video tại đây đây. Chứ bây giờ mình đói bụng quá, mình tự đi kiếm đồ ăn đi. Mình vô trong rừng mình sống luôn các bạn ơi. Mình không sống ở trong làng ở đâu. Ở trong làng bây giờ nó bị gọi là chuối, gọi là xâm chiếm trái đất rồi. Thôi, ok bạn ơi, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ bấm subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình đi vô rừng mình kiếm đồ ăn đây, mình sợ thế giới lắm rồi. Trời, cứu tôi với. Trời. Hóa ra chỉ là ác mộng thôi hả? Làm sợ muốn chết à. Trời đất ơi Phạm ơi. Ủa gì vậy? Kiểu gì mà rắc rối ôm sòm dữ vậy? Trời trời sao ơi, bà không biết đâu. Hồi nãy tôi mới vừa nằm mơ thấy một giấc mơ cực kỳ kinh dị luôn. Tôi nằm mơ thấy làng Hero Team bị gọi là biến thành tất cả đồ ăn trong làng đều biến thành chuối hết luôn. Tôi sợ muốn chết luôn á. Trời đất ơi, hèn gì la lối om sòm khổ ghê à. Mà nhìn sao nhìn mặt ông xanh sao dữ vậy? Ủa chưa ăn sáng hả? Đúng rồi, sáng giờ tôi mới ngủ dậy mà tôi có ăn gì đâu. Mà có nấu gì tôi ăn không vậy? Trời đất ơi, may quá người tôi còn đồ ăn nè. Thôi ông ăn tạm chuối nha. Không, tôi không ăn chuối. Trời ơi là trời. Sao mà kỳ vậy? Trời ơi trời, lại là chuối á. Chuối ăn đây nè. Trời ơi vậy? Trời ơi là trời, từ lúc mà game nó cập nhật quả chuối cái làng này biến thành làng chuối luôn rồi. Tôi không ăn đâu.